Xong đây hôn sản, bình chọc một chạp một priếp, xong cung rượp các mối pro, nâng đá ra sợi hình chân nữ. Xong đây hôn sản, ở đây tạng nữ dụng mân trây, nây bình chân nữ chạc Campuchia, bàn rô cát hạ, đồng bầy bình chọc một chạp một priếp, vì rương ai kết chôn, xmai hà rô viên khu mối pro rô bọt xong đây, nâng đá ra xong đây sợi rụp sọc hồ phong, kênh nhà hình chân nữ rốt. Đây chỉ tu ai sợi, nơi khu nông sai thiệp dôn, con pro krom, cùng lưu bình chân bình bò rô mây nu, xong đây, nơi khu nông thân ạ chỉ ở xem ra cho rùm, rịp trăm xóm cung mùi pro nâng đá ra sợi hình chân ní rốt. Cho biết nâng ngay tìm một phẩy bàm bì, khai tổ là chân nằm bì bòm phẩy bây ní. Hồi nâng rịp ca tạm bàm bây ní khám ái, nâng ngay tìm một phẩy bì, khai thật nú chân nằm bì bòm phẩy bây. Xem lạnh hôn xa anh, bàn bà ca tạm tập bò bàn đánh xong cung Facebook rồi bò xong tách. Nâng bật ngay tìm một phẩy bàm mùi khai tổ là chân nằm bì bòm phẩy bây thạ. Đập bây chiêu viên, mọt chạp mọt priếp, đội bịa chắc lục bồ thạ, mọt vang chân plâu. Chùm vang con bảo đi bách, nâng con sợi hình chân đi ruột. Nơi khổng thân ạ chỉ ở phục thông con bách, khiêm trời tay cho ruộng riêng chăm ai con tân phí, bán cho ruộng ca tạm bạc bây nì. Thằng ngày tìm một phẩy bạm bì khai tổ là chân nằm bì bò mạc phẩy bây, ở phục mặt ai kháng bảo, cho sợi đình nâng con sợi. Thằng ngày tìm một phẩy bì khai thân nụ chân nằm bì bò mạc phẩy bây, công nọt chìa thằng ngày riêng cả, đại cử xa tên xong kháng nâng xong mây khuôn. Bạn vô sớp, tạm khuyên, bài ả chá thống, riêng chấm, tê vi liệt bài ni. Chiếm khắp chân tức, nâng sân khâm tha, phô miên nẹ thuê ạ tha thị bài ngạ, dục tự bộ sái, xên vi ni tiết lao y. Chá xô mình chạy thạ, kè nhà hành chá ni ruột, cư chìa đá ra xâm tay, nâng chìa bì thị kà rạc ni, y rô bọt xa ni tu tu bài yuôn. Đài miên chú mô lộ bây, chìa đá ra đài miên rụp xâm rọt xa át lịch thô. Đài miên kê tì dùa, trọc bàn chìa rơi áo xâm tay, chìa tù ai. Nơi khổng phiệp dôn phía rương con pro krong phân lưu bê chan tình bò rơ mây. Đài chìa xài phiệp dôn chì vật vật rô bò xâm tay khôn xay. À tây tạ nè dựa rô mân trây nây bì rì chìa nè chạc Campuchia. Nâng chìa bà thiên kê nạc bạc bà chìa chôn Campuchia. Đài sọp thangay, cư chìa bà thiên krong ủ đông bạc xa tôl, bà mạ hạc sát. Miên thân ạc xma nâng dựa rô mân trây. Hơi tạm ca xong bay rừng ni, cái nhà hành trang đi rốt có tựa tùa ban mẹ đai nâng trường ế xa rạ dùa, bông bẹ đôi xong tạch hôn xanh tùa phòng đầy. Chà bọc mai bọn bọn tạng ọc nia, chà xong rạp bọn miền tìm muối, đai tẹ tôn từ nâng ngay cho biết nâng ngay điệp ca tạm quay ni khmai, rồi bỏ đà ra xong bay xa rầy đồ xa rốt sọp hìa từ cái nhà hành trang đi rốt nâng cú xa náy. Nâng bên đi đai có ban chiên đo tìm bình chọc tại bọn đầy hơi, chà đình khiêm xôm bọn vài rộng bọc mai bọn bọn tạng ọc nia, từ tạm đàn xâm đáp cho đôi chì tè xa nạp bọn miền tì tí, chìa bần tỏ tiết. Lúc rếp xa vạt ban đầy bằng thầm mộc bay hạch tạ. Nẹ vi phía hào lục thà ọc nhà bày hình ta. Nẹ vi phía xong cung, lục cầm sốc, đài cầm phong ruột nửa tế, nèo bởi tế phang lòng. Bạn chào xù ọc nhà bệnh sơ vắt, đà ra chung riêng lục bây, bởi chăm bởi tế không phụ chia thà. Ta bạn đầy bằng tầm mốc bày hình ta, đòi được biết nè. Nẹ vi phía rút ni, bạn hào ọc nhà đà ra chung riêng lục bây chung mùa rút ni, thà ọc nhà bày hình ta, rư ọc nhà tầm mốc. Bọn tạng bàn tay chung riêng mũi bắt ai ọc nhà bệnh sơ vật chỉ đến tiết phong. Lúc cầm sốc, bàn xa xe nơi không kẹt ở đây bàn đánh sắp công Facebook rồi bỏ lốt nơi thằng ngày tìm một phẩy khai tổ la cho năm bì bò một phẩy bấy tháng. Ta lúc bệnh sơ vật bàn đầy nợ bằng tầm mốc cùng hồng bấy hạch tạ đòi được biết nạ. Bọn của ông khmai nơi ổ xử lý, đại bàn tính sắp bớt tới tất nạn trái cửa xa lúc bệnh sơ vật nơi Melbourne ngày tìm một phẩy mùi tổ la ni. Của tên nọt khuya lăng chạm xua quạt phong. Hạt ấy quạt bàn nghề mà lê. Chọn chí lì lời tập phân nèk. Rồi hàm rồi bọc bộ rõn kê kro nơi đồng bọn bằng tầm mộc. Rịp sơ vắt chỉ riêng ở bọn ôn sạp đầm bầy tầm mồ lôi. Bọn ôn cực của tên lăng chỉ riêng ở quạt sạp bánh đại. Đầm bầy rùm lật rương quạt phong đầy bì rìa. Bần thay mê lời xâm nê tam Facebook hàng lớn ni. Lục cầm sốc của bà mình chạy bạp nè quạt thông. Nơi thằng ngày tìm một phẩy buôn khai tổ la. Chúm năm vì bố quạt bàn đầy tâm hồn bây hệ tăng, nghe nghe phêch, nơi đồng bọn bằng tâm mộc, đại bộ chìa bố rọt kỳ kro cùng cùng tài dùm sài phí cả bạch bọn đầy thị. Lúc cầm sau của bàn niêm bà sát hạ, bàn khi ông bố mẹ vầy bần thay em cho đoàn tệ, cứ cổ rõn tài chọn khơi lục rượp sâu vắt, đại miên kê tài dù chìa đá ra chùm riêng lục bây mẹ nẹ, miên sức đầy khá hạn, bóng phư mà hạ chân, ông phí cả bàn đầy bây hệ tăng, nơi đồng bọn bằng tâm mộc, đôi xa bò miên chọc sài cầm lòng mộc. Quạt của tài miên sức đầy thay thân ổ, chùm ra chùm ngào mà hạ chân, ai xóm kê tài dù rồi bọc quạt. Rương ni, quạt mần ai kịch vẹt bàn tệ, vì bố quạt bàn đầy tâm hồn bây hệ tăng nghi nghi bếch, nơi đồng bọn đại bộ chìa bố rọt kỳ kro, dùng sài phí cả bạch bọn đầy thị. Đôi xa tài cả phần dọc vì xâm nạc bụi nạc miền ông nát nâng ọc nhà. Cho xong mình chạy thạ, cả lực lăng rồi bọn nạc bị phía cầm sốc hàng lớn ni, cứ bàn phơ lăng, cởi về đài ọc nhà bệnh sơ vắt, bàn chanh tờ xâm tay nơi bệnh tế ổ xử lý, chứa mùi nâng con bọn tầng bấy rồi bọn lộp. Xâm rạp nạc con trò chí tràn, đài ru nâng bệnh tế ổ xử lý, cứ còn tại đăng thà ọc nhà đà ra chung riêng bệnh sơ vắt, chanh tờ xâm
ែងនៅទីនោះពួកគេក៏បានរងចាំស្វាគមន៍ក៏ប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងនោះដែរពលរដ្ឋខ្មែរអូស្ត្រាលីមួយចំនួនទៀតមិនគាំទ្រការប្រគំតន្ត្រីរបស់លោកព្រាបសវត្តនៅលើទឹកដីអូស្ត្រាលីឡើយដោយពួកគាត់យល់ថានៅក្នុងរយៈពេលប្រហែលឆ្នាំចុងក្រោយនេះលោកព្រាបសវត្តគឺមានជាប់ឈ្មោះស្រូវរឿងទទួលបានដីនៅបឹងតមោកដែលកំពុងតែមានការតវ៉ាពីពលរដ្ឋរងគ្រោះពលរដ្ឋខ្មែរអូស្ត្រាលីដែលមកពីទីក្រុងផ្សេងៗគ្នារួមមានទីក្រុងស៊ីដនីទីក្រុងវីកតូរីនិងមែលប៊នជាដើមបានលើកឡើងថាលោកព្រាបសវត្តនៅក្នុងនាមជាតារាចម្រៀងនាំដានប្រទេសកម្ពុជាត្រូវតែមានគុណធម៌ក្នុងខ្លួនដើរលើផ្លូវកណ្ដាលដោយរក្សាភាពយុត្តិធម៌មិនត្រូវគាំទ្រអ្នកដែលជន់ឈ្លីសិទ្ធិមនុស្សរំលោភដីធ្លីពលរដ្ឋនិងបំផ្លាញធនធានជាតិដែលជាសម្បត្តិរួមនោះទេពលរដ្ឋទាំងនោះថាអង្គការព្រាបសវត្តមិនមែនមើលមិនឃើញនៅអ្វីដែលកំពុងតែកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសជាតិរបស់ខ្លួននោះទេតែលោកបិទភ្នែកធ្វើជាមិនឃើញដោយសារតែលៀបសការៈជាពិសេសពលរដ្ឋទាំងនោះថាតាមការតាមដានកន្លងមកមិនដែលឃើញតារាចម្រៀងរូបនេះបានធ្វើកិច្ចការសង្គមអ្វីតរទៅសោះនៅក្នុងគ្រាប្រទេសជាតិកំពុងតែលិចលង់ពោពេញទៅដោយអំពើពុករលួយធនធានធម្មជាតិកាន់តែបាត់បង់ដោយសារអ្នកកាន់អំណាចនាំគ្នាច្បាមយកជាកម្មសិទ្ធិតរខ្លួនហើយពលរដ្ឋរាប់លានអ្នកកាន់តែរងទុក្ខលំបាកវេទនាដូច្នេះពលរដ្ឋទាំងនោះថាអង្គការព្រាបសវត្តគឺគួរតែដកខ្លួននៅឆ្ងាយពីនយោបាយបើមិនចង់បាត់បង់ការគ្រប់គ្រងបើដរាបណាលោកព្រាបសវត្តមិនដកខ្លួននៅឆ្ងាយពីនយោបាយពួកគេនឹងប្រឆាំងវត្តមានរបស់លោកនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីលើក្រោយលើក្រោយទៀតចាគួររំលឹកថាលោកព្រាបសវត្តគឺបានទទួលគោរមងារជាអង្គការកាលពីចុងខែមេសាឆ្នាំ2022បន្ទាប់ពីលោកជោគជ័យនៅក្នុងអាជីពចម្រៀងអស់រយៈពេលជាង25ឆ្នាំពលគឺចាប់ពីឆ្នាំ1977ដល់ឆ្នាំ2022ហើយកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2020កំពូលតារាចម្រៀងរូបនេះត្រូវបានមនុស្សចំណិតរបស់លោកទំលាយប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថាលោកសល់ទ្រព្យប្រមាណ30លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកឯណោះគេក៏សង្កត់ថាចាប់តាំងពីលោកព្រាបសវត្តឡើងអុកញ៉ាជាង2ឆ្នាំមកនេះលោកបានរយារយាពីការងារសិល្បៈហើយស្ទើរតែបាត់មុខពីឆាកតន្ត្រីទាំងស្រុងតែម្ដងអតីតតារាចម្រៀងផលិតកម្មនៅស្មៃហងមីរូបនេះគឺបានងាកទៅរកស៊ីផ្នែកអចលនទ្រព្យឧបដីលោលក់នៅជាក្រុងខណៈដែលមុននឹងឡើងជាអុកញ៉ាគឺលោកបានបើកមុខរបរក្រៅពីសិល្បៈដែលមានដូចជាភោជនីយដ្ឋានហាងកាត់សក់និងកំពុងតែសាងសង់រីសតនៅខេត្តមណ្ឌលគិរីទៀតផងជាពិសេសលោកក៏ត្រូវបានរាជរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិទី6ដឹកនាំដោយសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនចេញអនុក្រឹត្យចុះថ្ងៃទី13ខែមេសាឆ្នាំ2022កាត់ដីបឹងតមោកនៅក្នុងខណ្ឌព្រែកភ្នៅរាជធានីភ្នំពេញចំនួន3ហិកតាដែលស្មើនឹង3ឡូដែលឡូនីមួយៗគឺមានទំហំ 2.7 ហិកតា0.2 ហិកតានិង 0.1 ហិកតាឲ្យធ្វើជាកម្មសិទ្ធិទៀតផងភ្លាមៗក្រោយពីមានការទទួលបានដីបឹងតមោក3ហិកតានោះពលរដ្ឋកម្ពុជាគឺបានរិះគន់ថាលោកព្រាបសវត្តដែលធ្លាប់តែមានអ្នកគាំទ្រច្រើននិងជាបុគ្គលស្អាតស្អំមិនគួរចង់បានដីបឹងធម្មជាតិនេះទេទោះបីជាយ៉ាងណាជំវិញការលើកឡើងរបស់អ្នកវិភាគកឹមសុខនិងការរិះគន់របស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការទទួលបានដីបឹងតមោក3ហិកតាខាងលើនេះនគរធំមិនអាចតកតងសំការបកស្រាយបំភ្លឺពីអង្គការព្រាបសវត្តបានទេកាលពីម្សិលមិញចាប់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាសម្រាប់ព័ត៌មានទី2នេះដែរក៏បានឈានដល់ទីបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះហើយនាងខ្ញុំសូមអរគុណពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃតាមដានស្ដាប់ក៏ដូចជាទេសនានៅរាល់ព័ត៌មានទាំងអស់ដែលចេញពី Channel របស់នាងខ្ញុំចាសហើយប្រសិនបើមានកំហុសខុសឆ្គងនៃការឡើងនៅត្រង់កន្លែងណាមួយដោយអចេតនានោះក៏សូមពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមេត្តាខន្តីអភ័យទោសដល់រូបនាងខ្ញុំផងក្រៅពេលនេះដែរនាងខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា